Cả nhà, với niềm đam mê bất tận với hoa dã quỳ và chuyến này thì Nga sẽ đi tham quan hoa dã quỳ cho thật đã luôn. Và điểm kế tiếp mình tham quan đó chính là sân bay Cam Ly, một địa điểm check-in với hoa dã quỳ siêu siêu đẹp luôn. Đó, mình đang đi trên đường Hoàng Văn Thụ và quẹo vào cổng chào của làng hoa Vạn Thành đó nha cả nhà, và đi ngang qua lăng Nguyễn Hữu Hào mình vừa mới qua ngay bên góc ngã ba luôn đó cả nhà. Đó, từ trung tâm của chợ Đà Lạt mình đến sân bay Cam Ly chỉ cách khoảng 5 km thôi cả nhà, và từ lăng Nguyễn Hữu Hào đến sân bay Cam Ly thì chỉ cách khoảng 2 km thôi. Đó, đây là những địa điểm check-in với hoa dã quỳ cực đẹp trong thời điểm cuối tháng 10 và đầu đến giữa tháng 11. Mọi người nếu mà có niềm mà đam mê đặc biệt đối với loài hoa này thì hãy đến check-in vào những thời điểm này trong năm nha cả nhà. Đó, một năm thì chỉ nở có một mùa thôi đó nha cả nhà. Cho nên là Nga đi Đà Lạt rất rất là nhiều lần rồi, cũng gần cả chục lần rồi đó cả nhà, nhưng mà Nga chưa lần nào check in với hoa dã quỳ và mùa hồng hết, cho nên là thời điểm này là rất là thích hợp để mà mình check in với hoa dã quỳ và mùa hồng, nên Nga đã cùng cả gia đình mình đi đến Đà Lạt đó, cho nên là hôm nay Nga chỉ chụp hình với hoa dã quỳ nè. Mục đích chính của mình là chụp hình với hoa dã quỳ và chụp hình với lại vườn hồng đó cả nhà, nên mình sẽ chụp cho thật đã cái nơi luôn. Sau khi mà mình chụp hình với hoa dã quỳ ở lăng Nguyễn Hữu Hào thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đến sân bay Cam Ly nha cả nhà. Đây, gần đến rồi nha cả nhà, gần đến khu vực của sân bay Cam Ly rồi nè. Cái đường ở đây thì cũng hơi nhỏ đó cả nhà, cũng hơi gập ghềnh nữa cái đường ở trong đây ấy, tại vì đây là một cái sân bay quân sự đã bỏ hoang rồi, nó không còn sử dụng nữa, cho nên là cái đường nó cũng xuống cấp và nhiều ổ gà lắm. Cái đường không được đẹp lắm nha cả nhà. Đó, lần đầu tiên mà mình check in với lại hoa dã quỳ luôn, rất là mê luôn cả nhà ơi. Nhưng mà Nga check in thời điểm này cũng hơi sớm á cả nhà. Nếu mà mọi người muốn đẹp nữa thì khoảng giữa tháng 11 là đẹp nhất á cả nhà. Tại vì Nga sợ là vừa mùa hồng á nó hết trễ quá, cho nên là mình phải check in vào cuối tháng 10 để mà vừa có hoa dã quỳ và vừa có vườn hồng luôn. Và thời điểm đó thì chồng của Nga cũng công cái thời điểm làm việc của công ty cũng đang rảnh, nó có thể nghỉ được đó cả nhà, cho nên là sẵn dịp này mình đi luôn. Đó, đến rồi nha cả nhà. Đó, mình đã thấy những bông hoa dã quỳ vàng rực rồi, khúc này chạy mà sụp camera luôn cả nhà, tại vì ổ gà cả nhà. Ổ gà siêu to luôn nè, cho ổ voi luôn rồi. Đó, thấy hoa dã quỳ hai bên đường vàng rực luôn đó cả nhà. Nhưng mà tại vì với trình độ chụp hình nghiệp dư của nhà mình, cho nên là cho ra những cái bộ hình, những bức ảnh dã quỳ không có được chuyên nghiệp bắt mắt như là mọi người thấy ở trên mạng cả nhà.
đó mình cứ đứng vô là mình chụp thôi. Hôm ra đến thì cũng có thấy nhiều bạn trẻ đến đây check-in chụp hình lắm nha cả nhà. Đó, nghe thấy nghe mê lắm, nghe lia máy lia lịa luôn nè. Mà nó hơi bị mờ cả nhà. Đó, cái đường ở trong đây thì rộng nè cả nhà, rộng thoáng nè, nhưng mà nó cũng ổ gà nè. Đó, có mấy cái khúc đường nhỏ nhỏ ở trong nữa, mà tại vì mình chạy xe hơi đó cả nhà, cho nên mình không có thể luồn lách qua những cái đoạn đường đó để mình tìm kiếm xem khu vực nào nhiều hoa nhã quỳ. Mình chỉ đi trên những cái đoạn đường chính, đoạn đường to này để mà chụp hình rồi về thôi cả nhà. Mình thấy mọi người kiếm những cái góc chụp siêu ảo diệu, siêu đẹp ở ở đây luôn, nhưng mà Nga không có biết, chỉ chụp ở ven đường này thôi. Nga cũng thấy các bạn trẻ cũng có nhiều bạn chụp ven đường này, với lại Nga cũng có mấy bé nữa cả nhà, nó chạy nhảy dữ lắm. Mình phải theo nó chứ nó không có theo mình được. Mình chen chút vô rừng rậm rồi không có được, không có thể lăn xả hết mình để theo đuổi niềm đam mê được nha cả nhà. Là ông xã Nga không chịu chở Nga đi đâu là Nga theo đó thôi. Đó, ngày kỳ này thì ông cũng chiều mình dữ lắm rồi đó, mình muốn đi đâu là ông chở đi đó, nhưng mà cũng không có dám mà mình chở đi tận cùng ngóc ngách ngõ hẻm nào rồi nhiều nha cả nhà. Đó, thấy cái bụi hoa giả quỳ này đẹp là quanh lại rồi nha cả nhà. Đây nha cả nhà, mày đây là vô chụp sân bay Cam Ly nha cả nhà. Đây, hoa giả quỳ đã nở những vàng, bông hoa nở vàng rực luôn nè cả nhà. Không biết cả nhà có đây, yêu nhà những xuống bông hoa giả quỳ, bông hoa dại gì không ha. Đây, chứ ở mình khu này rất là rộng mà hoa giả quỳ đâu đâu cũng nở hết cả nhà. Bên kia xa xa ở trong khu rất là rộng, thấy vàng rực cả một góc trời luôn đó cả nhà. Nhưng mà mình đâu có thể mà lặn lội vào trong đó đâu, với lại cái góc máy của mình nó cũng không có mà lấy trọn, bắt trọn hết được những cái vùng hoa giả quỳ rộng lớn được đó. Cái máy mình chỉ chụp được hơi nhiêu đó, một lùm hoa giả quỳ vậy thôi. Mình không có flycam để bay cao, bay xa, bắt trọn những cái thước phim đẹp được. Rồi bây giờ mọi người cùng mình ngắm hoa giả quỳ và check in với những bông hoa tuyệt vời ở đây nha.
buổi ngắm hoa dã quỳ của Nga cũng đã xong rồi. Ở xa xa trên kia là một số bạn trẻ đang chụp hình check-in đó cả nhà. Và có cả những chiếc xe tập lái nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nga xin đến chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.